Sáng 11 tháng 8, hàng trăm người đã có mặt ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn để dự lễ mừng thọ cho một bà lão voi 65 tuổi. Bà lão voi tên Chuông là cá thể voi lớn tuổi nhất ở Thảo Cầm Viên, nay đã 65 tuổi, tên cúng cơm là Trichom. Voi Chuông được những nài voi đưa từ Campuchia về Thảo Cầm Viên khi mới 15 tuổi. Khi đó voi còn khỏe nên đã được dẫn về bằng đường bộ. Voi Chuông thích nghe nhạc, thường thực hiện những bước chân tới, lui theo tiếng nhạc. Lúc còn khỏe, voi Chuông thường được các nài voi dẫn đi bộ tập thể dục. Voi Chuông đi nhanh, có khi còn chạy một mạch khiến các nài voi chạy theo không kịp. Dịp mừng thọ 65 tuổi, voi Chuông được thưởng thức bữa tiệc rau củ quả với toàn những món yêu thích như mía, xà lách, dưa hấu, cà rốt. Tổ trưởng tổ chăm sóc voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn chia sẻ, voi Chuông tính tình rất hiền, điềm đạm. So với ba cá thể voi khác được nuôi ở Thảo Cầm Viên, voi Chuông có vóc dáng nhỏ nhất nhưng được những con còn lại xem là thủ lĩnh. Khi mà đến đây thì em không có nghĩ là nó đông như vậy, rất là đông đúc nhộn nhịp. Em chúc voi sống lâu trăm tuổi. Dạ. Thảo Cầm Viên tổ chức riêng một bữa tiệc dành cho một cái loài voi như thế này rất là dễ thương, và khi mà đến đây thì em kiểu được hiểu biết hơn về loài voi cũng như là tham dự những cái hoạt động này, kiểu em thấy gắn kết hơn với các loài động vật, gắn kết hơn với thiên nhiên. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 8 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ tung tin giả về nữ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhiễm HIV và lây nhiễm cho 16 đồng nghiệp lên mạng xã hội về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trước đó, ngày 26 tháng 7, trên nhiều trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin nhiều nam giới bị lây nhiễm HIV từ một nữ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Cùng với thông tin này, một video ghi lại hình ảnh nhạy cảm được cho là của nữ nhân viên cũng được chia sẻ, phát tán trên nhiều trang mạng xã hội. Sau khi xem xét những thông tin này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự. Ngày 28 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên để điều tra theo thẩm quyền. Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ liên quan, ngày 9 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người cùng sinh năm 1995 cùng trú tại thành phố Thái Nguyên. Cùng với quyết định khởi tố, Công an thành phố Phổ Yên đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can. Đối với 2 bị can còn lại, cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Công an thành phố Phổ Yên đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc này. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo nghị định quản lý sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Cơ quan soạn thảo đề xuất lực lượng công an được sử dụng nguồn kinh phí này để mua tin phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, mức chi mỗi vụ việc bằng 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân nhưng không quá 5 triệu đồng. Đồng thời, các cơ quan có thể khen thưởng cho tập thể cá nhân đã cung cấp thông tin có giá trị giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, mức chi cũng không quá 5 triệu đồng mỗi vụ việc. Lâu nay, việc kêu gọi toàn dân tham gia cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được nhiều địa phương đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, cơ chế chi tiền hoặc thưởng cho người cung cấp thông tin ít được sử dụng, nếu có chỉ là số ít. Ví dụ, cuối tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai lần lượt ban hành kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Ủy ban nhân dân hai tỉnh đề nghị kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào này. Trong khi đó, Công an thành phố Hà Nội và Công an một số tỉnh thành cũng công khai trang Zalo, đường dây nóng, đề nghị người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin hình ảnh, video, phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Việc kêu gọi chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân, chưa có cơ chế trả tiền hoặc là thưởng cho người cung cấp thông tin. Đề xuất của Bộ Công an vì vậy đang được quan tâm. Đây cũng là lần đầu tiên cơ chế chi tiền để mua tin hoặc thưởng cho người cung cấp thông tin về trật tự an toàn giao thông đường bộ chính thức được đề xuất trong một văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng thống nhất trên cả nước. Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, việc tiếp nhận thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông đường bộ từ người dân hoặc cơ quan báo chí truyền thông đã và đang thực hiện, được quy định tại các thông tư của Bộ Công an về tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát Giao thông, nhưng đều chưa có cơ chế trả tiền để mua tin.
Với đề xuất tại dự thảo nghị định, việc này sẽ góp phần động viên, khích lệ người dân hưởng ứng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lên án các hành vi vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, kỳ vọng việc trả tiền để mua tin hoặc thưởng tiền cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ giúp người dân nhiệt tình tố giác hơn, đồng thời cho thấy sự quan tâm của nhà nước đối với lĩnh vực này. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đòi hỏi phải bỏ thời gian, công sức, thậm chí là trang thiết bị để đảm bảo chất lượng của thông tin. Vì thế, số tiền chi trả hoặc thưởng từ cơ quan chức năng dù không nhiều nhưng cũng là nguồn khích lệ đáng kể đối với họ. Ông Khương Kim Tạo cho biết, không phải dùng đồng tiền để kêu gọi tố giác, người dân cũng không phải vì đồng tiền mới cung cấp thông tin. Mục đích lớn nhất là động viên để người dân tích cực tham gia, qua đó cũng gián tiếp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về trật tự an toàn giao thông đường bộ, rất nhiều lợi ích. Đồng quan điểm, luật sư Hà Công Tâm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho rằng, xưa nay dù không có tiền thì người dân vẫn cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Việc trả tiền để mua tin hoặc là thưởng tiền nếu có thì ý nghĩa chính là động viên khích lệ. Theo luật sư, lực lượng cảnh sát giao thông không phải lúc nào cũng có mặt mọi thời điểm, mọi tuyến đường. Nếu đông đảo người dân tham gia vào việc giám sát, cung cấp thông tin thì đây sẽ là một kênh rất hữu ích, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. Với việc giám sát của người dân, tài xế cũng nâng cao ý thức hơn, bởi lúc nào cũng có tai mắt giám sát. Nếu vi phạm sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Thưa quý vị, bên cạnh sự ủng hộ, nhiều ý kiến băn khoăn về cơ chế trả tiền, thưởng tiền cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ thực hiện ra sao. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, kiến nghị cần xây dựng các tiêu chí đối với thông tin cung cấp. Chỉ thông tin nào đủ điều kiện thì mới được chi tiền hoặc thưởng. Ví dụ, với một thông tin do người dân cung cấp, lực lượng cảnh sát giao thông xác minh xử lý thành công thì người cung cấp tin sẽ được trả tiền theo phần trăm số tiền người vi phạm bị xử phạt. Đồng thời, việc chi tiền cũng nên có mức sàn và mức trần, không thể tịnh tiến không giới hạn theo số tiền phạt. Luật sư Hà Công Tâm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội thì cho rằng nên có sự chọn lọc đối với thông tin được trả tiền hoặc là thưởng, tránh việc áp dụng tràn lan sẽ ảnh hưởng đến ngân sách. Cơ quan chức năng cũng cần tính toán đến khả năng xảy ra tình trạng đua nhau ghi hình vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, thậm chí là tìm mọi cách để có được thông tin nhằm hưởng khoản tiền chi trả, dẫn tới nguy cơ xâm phạm hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đề xuất của Bộ Công an mới là dự thảo, cơ quan soạn thảo sẽ ghi nhận ý kiến của người dân, cơ quan, bộ ngành để có sự tiếp thu điều chỉnh hợp lý. Trường hợp đề xuất được thông qua, đây sẽ là bộ khung pháp lý để thực hiện cơ chế trả tiền mua tin hoặc thưởng tiền cho người cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng thông tư hướng dẫn chi tiết về cơ chế chi trả. Về nguyên tắc, yêu cầu đối với thông tin cung cấp để được trả tiền hoặc thưởng cũng tương tự với các quy định về tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ đang áp dụng hiện nay. Điển hình như thông tin phải phản ánh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm và còn thời hiệu xử phạt. Cơ quan tiếp nhận có thể thực hiện giám định thông tin trong trường hợp cần thiết. Hay như việc tổ chức cá nhân phải có tên, họ tên, địa chỉ rõ ràng, số điện thoại liên hệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin cung cấp. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm bảo mật thông tin của người cung cấp thông tin. Vẫn theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, quy trình tiếp nhận thông tin sẽ được áp dụng tối đa yếu tố công nghệ thông tin. Ngoài việc tiếp nhận qua cổng thông tin điện tử, đường dây nóng hoặc trang Facebook, Zalo như hiện nay, Bộ Công an dự kiến xây dựng một ứng dụng để thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin trên toàn quốc. Khi người dân gửi thông tin vào ứng dụng này, cơ quan quản lý sẽ phân công cho công an các tỉnh huyện theo thẩm quyền và địa bàn, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý diễn ra kịp thời.